Thưa quý vị, trưa nay 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức ký quyết định công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Quyết định này càng thúc đẩy công tác phòng chống dịch theo hướng quyết liệt hơn. Các địa phương phải đầu tư đúng mức cho hoạt động dập dịch, phòng chống dịch ở mức cao hơn. Theo công bố dịch của Thủ tướng Chính phủ, thời gian xảy ra dịch tại Việt Nam từ ngày 23 tháng 1 năm 2020, ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên. Dịch bùng phát trên phạm vi toàn quốc và nguyên nhân là do chủng mới của virus corona gây ra. Mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này thuộc nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu và lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Trong quyết định công bố dịch bệnh của Chính phủ cũng đưa ra các biện pháp phòng chống dịch, thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, khai báo cảnh báo dịch, tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh, tổ chức cách ly y tế, vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, kiểm soát ra vào vùng có dịch, huy động và trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch, hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi và điều trị người mắc bệnh. Thủ tướng yêu cầu các bộ, các cơ quan ngang bộ, các tỉnh, cơ sở y tế, các tổ chức cá nhân thực hiện theo yêu cầu phòng chống dịch và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.